Rồi, chào mọi người nha. Chào mọi người đã đến với kênh video của mình. Hôm nay mình sẽ có một chiếc xe nè, chiếc xe nhảy nha mọi người. Có điều khiển từ xa ha. Nhờ điều khiển từ xa. Này điều khiển từ xa. Cái này có pin lên nè mọi người. Có pin đây nè. Đó bên này rồi, cái này cũng có pin luôn, bốn cái pin như mày ha. Thì mọi người mua về để pin vô, để mình mở ra mình để pin của nó tốt không nha. Cái này mình có bốn cái pin ha, cái pin để theo chiều chiều dương, chiều lò xo nha, chiều âm mà cái dấu là lòi lên đó là vô chiều dương, cái âm chiều âm là lòi âm đi mọi người, cộng cộng rồi mình để dấu cộng dưới này. Ồ, đây có ba cục à, rồi ba cục, hai ba cục đó, chấp chấp thì nó là ok mọi người. Đó. Rồi còn cái này thì để qua bên nha. Còn này mình sẽ gắn vô, thôi vô đó, thôi vô rồi mình sẽ điều khiển nó nha. Rồi rồi nhảy này, nhảy bị hư rồi, nhảy rồi, nhảy bị lơ, nhảy không điều khiển được, nhảy cho mọi người rồi đó. Rồi cái này nó hết, nó mình đã sạc mục tiêu rồi mọi người, đã sạc mục tiêu rồi, giờ mình mọi người về buổi sáng về gắn vô xài sạc pin đó mọi người. Sạc pin này chừng 3-7V nè, gắn vô jack này nè, jack này chứ, jack này nè đó, jack pin nha. Rồi cái này thì có, cái này có pin, cái này mình sẽ lấy pin ra nha, cái này pin ra rồi mình sẽ gắn lại. Gắn lại xong dặn góc lại à. Rồi xong thì cái bộ này á mua ngoài khoảng 500 mấy á, giờ nó không hết nhảy được thôi, mình bán lại 100 rồi, bán lại 100 rồi, bán lại 100 rồi, không có sạc về, mọi người mua sạc về sạc nữa, mua sạc về sạc. Sạc này ba hai mấy ha, sạc vô rồi. Rồi giờ mình bán 100 ha, bán 100.000 thôi. Rồi đây là món, xong một món ha. Giờ mình sẽ tới cái con sa tiêu, con sa tiêu này, con sa tiêu này đó. Mọi người dặn hết chưa, đúng không, dặn chiều ngược cái màu rồi khóa lại ha, dặn ngược dặn theo chiều hồ mới ra, dặn ngược chiều kim hồ khóa lại. Bây giờ mình mở ra mình bỏ pin vô nha, này nó xài 4 cục pin nha mọi người đó, xài 4 cục pin đồ so dấu trừ đó, so dấu trừ nha, đó vô rồi so để vô bằng nha. Rồi cái này cũng vậy luôn. Lại. Rồi này như là này, đây
Có mà nó bị biết điều gì nữa, nó chạy. Nó không chạy mọi người. Đó. Rồi đó, về mọi người bỏ bên vô sữa, mình chả biết gì, có thấy bên mình yếu, bên sầm hồn yếu, rồi về mua bên mới đỡ vô chắc xài được đó. Rồi cái này mình tặng cho mọi người nha, đó, tặng cho mọi người. Giờ mọi người có nhu cầu nhận á thì mọi người bình luận dưới comment ha, comment dưới bình luận của video này là cái gì ta, sai sai điện, sai điện, sai tiêu điện, rồi cách quản là cái số may mắn của mình. Ví dụ của mình đây, mình lấy hai số đầu số điện thoại mình nha, 08. Rồi mình sẽ thấy cái đồ họa comment trong vòng 36 giờ kể từ lúc video này up lên đó, thì những comment sau 36 giờ này sẽ không được tính như 10, 72 giờ, 36 giờ tiếp theo có nghĩa là 72 giờ từ lúc video này up lên, mình sẽ cho video quay random, random chấm org ha, để tìm ra người may mắn nhất. Và vì không anh nhiều quá nên nên mọi người tự do nha, tự do liên hệ với mình ha. Rồi may mắn, rồi rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Hẹn gặp mọi người vào video tiếp theo cũng trên kênh YouTube này, kênh Hamster TV. Bye bye.